Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Đồng tiền thông minh trên kênh FBNC với cuộc trò chuyện cùng chị Nguyễn Thị Hoàng Anh, là tổng giám đốc của Bernorica Việt Nam, xoay quanh những chiến lược kinh doanh, những bài toán xây dựng thương hiệu cũng như việc thể hiện trách nhiệm xã hội của tập đoàn này đối với thị trường Việt Nam. Trên cương vị là một người điều hành của một doanh nghiệp đa quốc gia thì chị gặp phải những cái khó khăn thử thách như thế nào? Đây cũng là một câu hỏi rất là hay, tại vì thực sự mà nói, để mà giữ được cái tên tuổi và cái đẳng cấp của Bernorica, tại vì như các anh chị đều biết, Bernorica là một tập đoàn rất là danh tiếng và rất là thành công trên thế giới về đồ uống có cồn, thì với cái những cái tiêu chuẩn và những cái quy định của tập đoàn và thể hiện rất là rõ trên tất cả các nước và toàn cầu là chúng tôi bắt buộc phải tuân theo. Nhưng mà đối với Việt Nam thì lại là một thị trường thực sự có cái yếu tố địa phương tác động rất mạnh trong cái vấn đề kinh doanh. Cho nên đối với tôi, cái thử thách là phải làm sao hòa quyện cái quy tắc đó với cái thị trường địa phương mà cùng phát triển và cùng đảm bảo được tất cả những yếu tố từ địa phương cho đến quốc tế một cách hài hòa nhất, thì cái đó là cái thử thách của tôi. Làm sao chúng tôi có thể phát triển cùng một lúc hài hòa tất cả các sản phẩm này trên cùng một thị trường, và đương nhiên tất cả các khách hàng của chúng tôi đều là những người đẳng cấp và như vậy, thì đó là một cái áp lực lớn nhất, tôi nghĩ là rất khó, nhưng mà chúng tôi đang cố gắng cân đối và hài hòa điều đó. Chúng tôi cũng được biết là trong số những sản phẩm thức uống có cồn thì có những sản phẩm mà cách đây 10 năm trên thị trường chỉ là con số 0. Nhưng sau 10 năm, hơn 10 năm quá trình chị tham gia điều hành công ty thì có những sản phẩm đã vươn lên, thậm chí là dẫn đầu thị trường. Được biết chị cũng là có nền tảng là người làm marketing, làm thương hiệu. Thì chị có thể chia sẻ, nếu được một cách tóm gọn, là chị đã làm thế nào để có thể đưa một cái sản phẩm từ con số 0 lên vị trí dẫn đầu dưới một cái áp lực là một sản phẩm rượu thì chúng ta gặp hạn chế về quảng cáo, về làm marketing, làm tiếp thị. Nhưng chị đã làm được điều đó thì bằng cách nào và bằng những chiến lược cụ thể như thế nào? Thực sự đó là một cái quá trình trải nghiệm rất là nhiều, hơn 10 năm với một sản phẩm mà bắt đầu từ gần như là con số 0. Và đương nhiên khi mà anh là con số 0 thì anh sẽ không có tiền quảng cáo nhiều. Và cũng giống như Quốc Khánh đã nói là chúng tôi bị một cái vấn đề là nghiêm ngặt trong việc quảng cáo tại thị trường Việt Nam. Thì cái khi tôi nhận cái vị trí này, khi chúng tôi khởi đầu thì chúng tôi chỉ có 10 nhân viên thôi. Cái mà tôi đặt ra cho đội ngũ của chúng tôi lúc đó cũng như ngay cả bản thân tôi là phải làm sao thể hiện được chúng tôi là người Việt Nam. Chúng tôi sẽ sử dụng yếu tố Việt Nam và yếu tố con người của chúng tôi sẽ sử dụng hết mình để chúng tôi có thể khẳng định được là chúng tôi không thua kém gì bạn bè quốc tế. Thì đó là một cái tiêu chí đầu tiên chúng tôi đặt ra. Và với tiêu chí đó, chúng tôi tập trung toàn bộ nguồn lực của mình vào thị trường nội địa ngay từ 12 năm trước cho sản phẩm. Có nghĩa là chúng tôi không đi theo những các hình thức như là ba tây hoặc là vũ trường theo kiểu nước ngoài đưa về hiện đại hóa, mà chúng tôi tập trung hẳn vào tất cả các đối tượng khách hàng của thị trường trong nước, những người mà chúng tôi nghĩ là đến ngày mai, ngày kia anh chị đó sẽ thành công, sẽ ở một cái địa vị hoặc là một cái chức vụ mà có thể, một cái vị thế mà có thể sử dụng được tốt nhất cái sản phẩm của chúng tôi, thì chúng tôi bắt đầu xây dựng ngay từ nền tảng như vậy. Và đó là cái mà giúp chúng tôi có một sự phát triển rất chi là đều và bền vững ngay từ ngày đầu. Thì đó là cái kinh nghiệm đầu tiên. Cái kinh nghiệm thứ hai mà tôi nghĩ là cái sự đầu tư có chọn lọc. Có nghĩa là khi chúng tôi được rất khó để tìm kiếm sự đầu tư, nhưng mà rõ ràng với một thị trường do là bị tức là rất là hạn chế về quảng cáo, cho nên chúng tôi phải sử dụng cái đồng tiền của mình làm sao cho thật là giá trị nhất với đồng tiền ít nhất. Thì chúng tôi phải xem xét là từng cái đầu tư của chúng tôi, thì tôi có luôn luôn nói với nhân viên là từng sen một, từng đồng xu một chúng ta xài, chúng ta phải tìm được cái giá trị mà đồng xu đó mang lại. Thì đó là cái phương châm mà chúng tôi bắt đầu ngay từ đầu, có nghĩa là phải đầu tư đúng, là có những cơ hội lớn chúng ta sẽ đầu tư rất lớn, nhưng mà vấn đề cái đồng tiền mà chúng ta sử dụng cho quảng cáo hay cho đầu tư ở cái mạng đó, nó phải mang về giá trị thực sự, chứ không nên đưa về gọi là hình thức hay là không cần bề ngoài, mà chúng tôi cần chiều sâu. Thì cái đó cũng là một trong những yếu tố tạo nên sự thành công của chúng tôi ngày hôm nay. Trong bối cảnh hiện tại thì cái sự tăng trưởng của ngành này như thế nào ạ?
Trong bối cảnh hiện tại thì rõ ràng cô Khánh biết với tình hình kinh tế hiện nay thì một trong những cái đầu tiên khi mọi người cắt giảm thì mọi người sẽ cắt giảm những sản phẩm gọi là giải trí và tất cả những sản phẩm mà tốn, nói chung là hơi tốn tiền một tí. Thì khó khăn thì chúng tôi nhìn nhận thấy mọi người cũng đang có chiều hướng là giảm tiêu dùng bớt, nhưng mà chúng tôi nghĩ là và chúng tôi đánh giá thị trường theo một chiều hướng tích cực hơn, có nghĩa là không phải lúc nào chúng ta cũng sẽ là như thế này, và chúng ta sẽ đầu tư cho tương lai và lâu dài chứ không phải chỉ ngày hôm nay. Cho nên khó khăn ngày hôm nay chỉ là khó khăn ngày hôm nay và sẽ có ngày mai tươi sáng. Đó là phương châm tôi đặt ra. Mỗi lần mà công ty chị Benorica Việt Nam lên một ý tưởng cho một cái chương trình thể hiện sự trách nhiệm xã hội nào đó thì cái quá trình lên ý tưởng thực hiện như thế nào? Quá trình lên ý tưởng của chúng tôi, cái đầu tiên tôi yêu cầu là phải có đối tượng cụ thể. Chúng tôi không làm để chỉ là màu mè hoặc là để mà chỉ để quảng cáo, mà chúng tôi yêu cầu là cái chương trình nó phải có giá trị cụ thể. Giống như cái chương trình của Quốc Khánh, ví dụ là chương trình Bartender chẳng hạn, thì tôi yêu cầu là cái chương trình đó tôi không cần phải để quảng cáo, mà tôi cần là các em khi ra khỏi cái môi trường đào tạo 3 tháng của chúng tôi, các em có bằng cấp. Nhưng tôi cũng yêu cầu luôn với cái đối tác thực hiện chương trình với chúng tôi là phải làm sao đảm bảo chúng tôi cái KPI đầu tiên là 80-90% các em này tìm được việc làm. Thì cái đó mới là cái cốt lõi của vấn đề. Chứ nếu chúng tôi chỉ hô hào là chúng tôi cho tiền các em đi học và sau đó thả các em ra đời thì cũng rất là lãng phí. Cho nên chúng tôi bắt buộc phải cam kết là các em sẽ tìm được việc làm, bao nhiêu phần trăm đó các em phải tìm được việc làm thì nó mới có được cái hiệu quả cốt lõi của cái chương trình mà chúng tôi đặt ra. Cho nên đó là lý do tại sao mà cái điểm đầu tiên tôi muốn làm khi chúng tôi bất cứ một chương trình trách nhiệm xã hội nào. Trong năm 2015 thì bên công ty chị sẽ có những cái chiến lược mới nào liên quan tới các chương trình trách nhiệm xã hội? Chương trình năm 2015 thì chúng tôi cũng vẫn tiếp tục có những cái chương trình mà đang phát huy hiệu quả rất là tốt, chẳng hạn như là chương trình Bartender như chúng ta vừa đề cập, hoặc là chương trình trách nhiệm ngày trách nhiệm của toàn bộ các nhân viên trong công ty, đó là một chương trình hàng năm. Và đương nhiên chúng tôi sẽ tiếp tục những cái chương trình mà chúng tôi cảm thấy là mang giá trị rất là tốt, chẳng hạn như chương trình tài trợ học bổng khởi nghiệp cho các em từ năm thứ 3, thứ 4 của các trường đại học ở trên thành phố Đà Lạt chẳng hạn. Mà chúng tôi tổ chức tại trường Yesin Đà Lạt đó. Rồi chẳng hạn như những cái chương trình mà chúng tôi cũng muốn làm để thể hiện cái trách nhiệm tôn vinh những cái thành công của người Việt Nam, chẳng hạn như top 50 nhà lãnh đạo Việt Nam mà đang kết hợp với báo để làm cái chương trình đó, thì đó cũng là một trong những chương trình mà chúng tôi tập trung cho năm 2015. Và những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại phần 2 của chương trình Đồng tiền thông minh ngày hôm nay. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website fbc.vn hoặc là facebook.com/đồng tiền thông minh. Chúng tôi sẽ còn quay trở lại sau ít phút nữa.